Amigozi, mấy ai còn nhớ nhóm nhạc này? Thành viên nhóm đều là mỹ nhân, cuộc sống hiện tại ra sao? Vào tháng 7 năm 2011, nhóm nhạc Amigozi gồm 3 thành viên Ngân Khánh, Phương Trình Joy và Miko Lan Trinh được thành lập và được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ cho làng nhạc Việt. Tuy nhiên, nhóm chỉ tồn tại một năm sau khi lần lượt các thành viên tuyên bố rời nhóm và đều có hướng đi mới cho riêng mình. Cuộc sống của bộ ba sau hơn 10 năm khiến khán giả bất ngờ. Miko Lan Trinh là trưởng nhóm của Amigozi. Miko Lan Trinh đột ngột rút lui sau một năm thành lập nhóm vì bản thân cảm thấy không phù hợp với mô hình này và cô có nhiều dự định để phát triển sự nghiệp solo. Trước đó, cô nàng sinh năm 1987 được nhiều người biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2008, sau đó là Sao Mai Điểm Hẹn 2010 và Xuất Sắc đều vào top 6 chung cuộc. Không những thế, nữ ca sĩ gốc Sài Thành còn lấn sân sang lĩnh vực MC, diễn xuất và tham gia các game show gây ấn tượng với nhiều khán giả lúc bấy giờ. Vào cuối năm 2020, nữ MC bất ngờ công khai bạn trai chuyển giới kiêm quản lý Kenji. Miko Lan Trinh cho biết cô và Kenji đã đính hôn, chung sống cùng nhau và xưng hô là vợ, chồng. Dù ở đâu, cặp đôi luôn luôn kề cạnh nhau như hình với bóng, không ngại thể hiện tình cảm qua những hành động thân mật. Năm 2023, những clip nấu ăn của bạn trai Miko Lan Trinh bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội, nhưng không phải anh chàng được dân mạng học hỏi mà là bị chế giễu vì những màn nấu nướng khó hiểu. Được biết, Kenji có sở thích nấu ăn, đảm nhận việc bếp lúc khi chung sống với Miko. Mặc dù nữ ca sĩ thường xuyên khen người yêu nấu ăn ngon, từng làm trong nhà hàng 5 sao, nhưng gia đình lại cực kỳ khó hiểu khi thấy anh không bao giờ nấu chín thịt, gọi nước giã đông là nước tiết bò, chế tạo ra những món khá lạ như chè đậu đỏ nấu với kem béo. Ngân Khánh. Ngân Khánh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2005 nhưng phải đến năm 2007, cô mới tỏa sáng khi nhận được vai Vi, một cô gái ác tâm, tìm mọi cách để đạt được những điều mình muốn trong bộ phim Khá Ăn Khách Gọi Giấc Mơ Về. Từ đây đã khẳng định tên tuổi của cô diễn viên trẻ trong làng điện ảnh phía Nam. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được khán giả biết đến qua các bộ phim khác như Nghề Báo, Ghen, Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại, Cô Dâu Đại Chiến. Bên cạnh diễn xuất, Ngân Khánh còn là một ca sĩ, người mẫu đạt nhiều thành tựu trong showbiz Việt lúc bấy giờ. Với gương mặt khả ái, thân hình cân đối, cô nàng gốc Bình Định luôn được nhiều tạp chí, nhãn hàng chọn mặt gửi vàng. Không những thế, quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014 thường xuyên nhận lời xuất hiện trong các MV của nhiều ca sĩ, có thể kể đến như Đàm Vĩnh Hưng, Lương Gia Huy. Sau khi tham gia nhóm Amigozi cùng Miko Lan Trinh và Phương Trinh Duy hơn nửa năm, nàng ca sĩ 8X là thành viên đầu tiên quyết định rời nhóm để tập trung cho những dự án cá nhân khác. Đầu năm 2015, nữ diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Đỗ Thiếu Quân, một doanh nhân Hà Lan gốc Việt tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đám cưới, Ngân Khánh ít xuất hiện trước truyền thông mà dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Singapore. Hiện tại, Ngân Khánh có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng Việt kiều tâm lý, luôn yêu thương, bảo vệ vợ. Phương Trinh Jolie. Phương Trinh Jolie bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi đạt giải đặc biệt tại ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2006. Sau đó, người đẹp tham gia nhóm nhạc Amigozi rồi lấn sân sang diễn xuất. Ở mỗi lĩnh vực, nữ ca sĩ luôn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt cho khán giả hâm mộ như những ca khúc Nobody Like You, Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người, hay những vai diễn trong Sắc Đẹp Ngàn Cân, Ông Ngoại Tuổi 30, Mẹ Chồng Nàng Dâu. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, nàng ca sĩ 8X chính thức xác nhận hẹn hò với diễn viên kém 3 tuổi Lý Bình. Sau 3 năm yêu đương, chuyện tình của người đẹp gốc An Giang và bạn trai đã kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ bên cạnh người thân và bạn bè thân thiết của cả hai. Trong buổi lễ, Phương Trinh lần đầu công khai con gái xinh xắn Mia, tên thật là Nam Phương, khiến cả hội trường xúc động khi bé chia sẻ về mẹ và ba Bình. Và thời gian vừa qua, cặp đôi hạnh phúc đón thêm thành viên mới nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm.